Tiết mục mừng lúa mới của người anh em thị trấn Đắk Mon. Quý vị khán giả có thể tham gia nhảy múa cùng với các nghệ nhân của chúng tôi. Vâng. Tuy nhiên ở phía trước sân khấu thì sẽ tốt hơn nếu mà quý vị đứng lùi ở phía sau ạ. Ở phía trước sân khấu ạ. Ở phía sau thì là có phần lề đường phố đấy ạ. Lề đường phố hùng lúc thì rất tốt cho quý vị để đứng ạ. Mời quý vị dành cái khoảng không gian ấy để các nghệ nhân của chúng ta có thể nhảy múa thoải mái hơn ạ. Vâng. Vâng. Cảm ơn các quý khán giả. Xin quý khán giả lùi ở phía sau một chút. Mừng lúa mới được thực hiện bởi hơn 40 nghệ nhân Ba Na đến từ thị trấn Đắk Đoa, huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai. Vâng, chúng tôi đã thấy một số quý vị khán giả tham gia nhảy múa cùng các nghệ nhân. Chúng tôi rất hạnh phúc về điều này bởi quý vị đã mang đến những hình ảnh mới, những sắc thái mới cho một cuộc vui của đêm nay. Chương trình công chương cuối tuần thưởng thức và trải nghiệm, và bài đầu tiên của chương trình đêm nay đó là mừng lúa mới. Rất hay mọi người. Cổng chiêng này chỉ có ở Việt Nam mọi người nhé. Ở các tỉnh Tây Nguyên, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Kon Tum mọi người nhé. Hay quá mọi người. Nghệ nhân cao tuổi nhất chắc cũng phải đến 670 mà. Đây, những nghệ nhân này hơi nhiều tuổi. Rất đông khán giả mọi người nhé. Đông khán giả và khách du lịch các nơi nhé. Cho chúng ta một số nét về văn hóa của quê hương mình.